Sáng ngày 6 tháng 8, Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong trên địa bàn. Theo camera an ninh nhà dân ghi lại, khoảng 14 giờ 40 phút chiều ngày 5 tháng 8, một người phụ nữ đi xe máy băng qua ngã tư giao với quốc lộ 48C, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp. Đúng lúc này, một chiếc xe đầu kéo lao đến. Tình huống bất ngờ khiến tài xế xe đầu kéo không kịp xử lý, tông thẳng vào xe máy rồi tiếp tục lao vào dãy cửa hàng bên đường. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ và hai người khác ở trong cửa hàng bên đường bị thương. Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân bị vỡ nát. Nhiều tài sản và phương tiện các cửa hàng bên đường bị hư hỏng nặng. Danh tính nạn nhân tử vong là bà Hát, 62 tuổi, ngụ huyện Quỳ Hợp. Khu vực xảy ra tai nạn là ngã tư giao cắt giữa đường dân sinh và quốc lộ không có biển báo tín hiệu giao thông nhưng có cảnh báo đường ưu tiên.